Giao Việt Nam có câu: công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Đạo hiếu của con người là đạo hiếu của vạn đời nhân thế. Nó đã trở thành đạo lý sáng ngời muôn thuở của nhân sinh, là nguồn sống thiết yếu của con người. Sao cho thơ những lời của cha năm xưa, con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi, cha già dấu yêu.
giờ đây con đã lớn khôn, tình cha nghĩa mẹ suốt đời con không bao giờ quên. Và con nhớ mãi những ngày tháng qua, kỷ niệm năm nào khó phai trong lòng, nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn khôn. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường giá lạnh, và cha nằm mong con sưởi ấm những cánh dài, nhẹ nhàng hôn con và cha khẽ nói: này con yêu ơi, con hãy nhớ, hãy nhớ lời cha sống cho nên người, và con ơi chớ bao giờ dối gian, nghèo thì cho sạch, rách sao cho thương. Những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim, cha ơi cha già dấu yêu. Những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim, cha ơi cha già dấu yêu. Những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim, cha ơi cha già dấu yêu. Những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim, cha ơi cha. Yeah.
cha tôi lìa bỏ cuộc. Cha ơi, một ngày mất cha, con bơ vơ biết đi về đâu. Con gục đầu chỉ thấy đêm đen. Con gục đầu chỉ thấy đêm đen. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi, cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha. Bỗng một ngày trong căn nhà trống vắng, bỗng một ngày cha tôi lìa căn nhà này. Cha đi vào lòng đất sâu, con ngậm ngùi bóng cha nhìn cha. Con ngậm ngùi nhìn bóng cha đi, đôi dòng lệ tuôn mãi không ngơi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi, cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha. Cha tôi nhìn tôi dài ngày. Cha ơi, từng ngày mất cha, con dại thơ giống như trẻ thơ. Con dại thơ nhìn áng mây trôi, con gọi thầm chẳng thấy cha đâu. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha bỏ con, để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi, cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha. Bỗng một ngày khăn tang sầu heo hắt, khăn tang che dấu mặt người. Cha ơi, giọt lệ ướt mi, con ngồi nhìn lá rơi mùa thu. Con chẳng còn những tiếng ru xưa, nay chỉ còn vai trắng khăn tang. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật. Để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi, cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha. Thank you.
Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Người thương cứu trần gian, nơi trầm luân kiếp cơ hàn. Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Ai thầy đang đặng tinh tinh, con ơi cũng lệnh đi hành, nào thầy nào đỡ nhận hình đi thăm. Ông bắt giới xa tâm đi trước mở lòng ra nhẹ vững tư không. Sao ông lại thánh cảnh lòng Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
nặng ầm ầm con quyết chiến đấu đến phút giây cuối cùng. Nghe hương thơm vợ con thay con thắp đầy trái chân giấu lòng thành cho Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
kính thầy sẽ được quý vị các bạn tin tức. Tranh nghèo đầy tình thương, nhớ hoài hình bóng cha già cho con khơi ấm đêm từng đêm. Bóng cha già nay đã quá xa về núi nẻo đời, mất cha rồi con mới hiểu không đau thương nào xót xa hơn. Anh ơi, cha hiền, cha có hiểu, con thương cha nhiều lắm cha lại một đêm trôi qua lòng vẫn nhớ hoài về cha bao năm
nhọc nhằn gian nan, hy sinh suốt đời cho đàn con. Cha vẫn luôn dạy dỗ chúng con sống sao nghĩa tình trước sau. Lúc con ốm đau, người đêm trắng đêm mắt sâu thâm cuồng chăm lo. Nhớ hoài ngày tháng thơ dài bên mái tranh nghèo đầy tình thương. Nhớ hoài hình bóng cha già cho con thôi ấm đêm từng đêm. Bóng cha già nay đã khuất xa về cuối nẻo đời. Mất cha rồi con mới hiểu không đau thương nào. Kính thưa các đồng chí đại diện cho Đảng ủy Ủy ban Nhân dân xã Bình Định, kính thưa các đồng chí đại diện cho cơ quan nơi con cháu cụ công tác, kính thưa toàn thể nhân dân, được tin cụ Nguyễn Văn An qua đời, đại diện cán bộ và nhân dân không xung phong đến để chia buồn với gia đình và kính chúc hương hồn ông được về siêu thoát nơi bồng lai thiên cảnh. Thật là âm dương chia cách đành đôi ngả, nặng nợ quê hương một tấm lòng. Đứng trước linh hồn cụ, tôi xin kính giới thiệu đồng chí Nguyễn Thanh Sơn lên dân vòng hoa để kính viếng hương hồn cụ. Nguyễn Văn Hợp trưởng thôn lên dân lễ và dân hương.
và bác của xin nước. Theo phần người liên quan tổ chức lễ tang và gia đình trang chủ xin trân trọng giới thiệu lễ viếng của các chú ở Tân Phương là bác của cháu Dương Dũng, là cháu của cụ. Hôm nay được tin ra cùng qua đời nhân dân thơ của những việc cùng người hát. Hôm nay nhận tên cụ đã qua đời, chúng tôi thay mặt cho 90 hội viên hội người cao tuổi thôn Xuân Phong về trước linh sàng để làm lễ vĩnh biệt linh hồn cụ. Tôi xin giới thiệu một cụ lên dâng vòng hoa. Oh,
Thank you.
thưa các đồng chí đại diện cho đảng, chính quyền địa phương, kính thưa toàn thể cán bộ, nhân dân trong và ngoài xã, kính thưa gia đình Nam Chủ. Giữa lúc toàn đảng, toàn dân xa nhà đang tập trung phòng trừ sâu bệnh, quyết tâm giành vụ chiêm xuân năm 2009 thắng lợi, thì đầu tiên cụ Nguyễn Văn An là xã viên hợp tác xã Đông Lộc, xã Đông Lĩnh qua đời. Chúng tôi thay mặt cho toàn thể cán bộ xã viên hợp tác xã, các anh em thôn có vòng hoa đỏ đến kính viên yêu một cụ và có lời chia buồn cùng gia đình gia chủ để những nhiệm vụ về nơi an nghỉ cuối cùng. Xin dành một phút bạc niệm bắt đầu.
Ngày vót núi băng băng đèo, cuộc đời là thế trên thiên địa định rồi. Xin mời hai đại biểu đi tặng lễ của hồng hoa. Thank you.
mà xin cha thương lấy một phù ngàn chúng
ra đi thật rồi, chẳng còn mong gặp lại cha. Ơn cha như Thái Sơn cao vời, con biết sao đền bồi. Cha vội ra đi, con biết sao đền bồi. Hôm nay con mất cha thật rồi, con mất cha thật rồi, không tìm gặp được nơi đâu. Cha con xa cách không bên bờ, biên giới thật xa mờ. Cha vội ra đi, con biết ai cậy nhờ. Đã mất rồi, tưởng vòng trăm năm bao giờ thấy. Cù lao chín chữ dạt dào dòng lệ biết bao nuôi. Tìm đâu tiếng nói của người, êm êm âu yếm qua lời nhủ khuyên. Dáng hình cha mới khó quên, làm sao con được sống bên cha hoài. Cha đã ra đi thật rồi, chẳng còn mong gặp lại cha. Ơn cha như Thái Sơn cao vời, con biết sao đền bồi. Cha vội ra đi, con biết sao đền bồi. Thank you.
do cụ Hồ Văn Thông dẫn đầu đến kính viếng quân quần tổ và các bạn trò lời chúc buồn đến gia đình cao tổ. Tôi xin trân trọng giới thiệu một bộ nhân dân này. Bà con lối xóm, nghĩa khách gần xa, đã không quản trăm công nghìn việc, không quản đường xá xa xôi, đã dành thì giờ công sức đáng kể về thăm viếng và chia sẻ nỗi đau buồn cùng tang quyến. Thật cảm động biết bao trước sự có mặt, sự quan tâm của mọi người. Ân nghĩa này thật là cao rộng, con cháu xin ghi lòng sảng lòng và xin được cúi đầu đa tạ. Và trước linh đàng để ban tổ chức đánh giá, chúng tôi sẽ tiến hành làm lễ. Nguyễn Thị Văn An là hội viên hội người cao tuổi thôn Xuân Phong, là bố đẻ của liệt sĩ Nguyễn Văn Ổn, tại thôn Xuân Phong, xã Đông Lĩnh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, lễ tang bắt đầu. Kính thưa các đồng chí đại biểu, thay mặt cho ban chấp hành đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, mặt trận tổ quốc xã Đông Lĩnh, kính thưa các cụ đại biểu, hội người cao tuổi, hội quy, hội hiếu thôn Xuân Phong, kính thưa các đồng chí, thay mặt cho chi bộ đảng chính quyền thôn Xuân Phong, kính thưa toàn thể nhân dân và gia quyến tang chủ, thưa quý vị, trong tang lễ kính mến, chúng ta đã và đang bước vào tháng thứ năm của mùa xuân Kỷ Sửu, một mùa xuân tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Toàn đảng, toàn dân xã Đông Lĩnh đang ra sức thi đua sản xuất, hướng ngoại hoạt động kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và ngàn năm Thăng Long. Đồng ruộng quê ta lúa bát ngát thanh đường cứu ông, làng xóm quê ta giàu đẹp khang trang, nhân dân ta đoàn kết chung vui xây dựng cuộc sống no ấm hạnh phúc thanh bình. Mỗi lúc vào hồi 7 giờ ngày 13 tháng 5 năm 2009, tức ngày 19 tháng 4 năm Kỷ Sửu, cụ Nguyễn Văn An là bố đẻ của liệt sĩ Nguyễn Văn Ổn, là hội viên hội người cao tuổi thôn Xuân Phong, sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù đã được tập thể y bác sĩ và con chăm sóc tận tình cứu chữa, song vì tuổi cao, chứng bệnh hiểm nghèo, cụ không thể qua khỏi. Cụ Nguyễn Văn An đã chút hơi thở cuối cùng khi mới bước sang tuổi 88.
Mặt trận Tổ quốc xã Đông Ninh, các đồng chí thay mặt cho cán bộ đảng viên thôn Xuân Phong, cán bộ và cơ quan nơi con phủ công tác cùng toàn thể nhân dân trong thôn ngoài xã, trong xóm ngoài làng hôm nay về dự lễ tang cụ Nguyễn Văn Năm yên đất ngả thu. Ban tổ chức xin kính mời ông Nguyễn Đức Ngạn, phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Đông Ninh, cụ Bùi Văn Quân, chủ tịch Hội người cao tuổi xã Đông Ninh, đồng chí Nguyễn Văn Tiếp, bí thư chi bộ thôn Xuân Phong, đồng chí Nguyễn Thái Học, thôn trưởng thôn Xuân Phong, ông Đặng Mẫn, Hội người cao tuổi thôn Xuân Phong, đại diện cho con cháu lên dâng hương trước linh hồn cụ Nguyễn Văn An lễ dâng hương. Vĩnh biệt bố, vĩnh biệt ông, các con trai, con dâu, con gái, con mẹ, cháu thân nội ngoại tộc với bần khách cắn trên đầu, xin dâng nén hương thơm, xin với bố hãy phù hộ cho anh em con cháu mạnh khỏe, thành đạt trên đường đời. Dẫu biết rằng sinh có hạn, tử bất kỳ, sinh là quý, tử là quy, tử ra đi để với chốn bồng lai cực lạc thiên phật. Để tỏ lòng thương tiếc cụ Nguyễn Văn An về nơi an nghỉ cuối cùng, ban tổ chức lễ tang tôi xin trân trọng và xin mời toàn thể quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân đứng dậy để mặc niệm. Nghe, để vĩnh biệt cụ Nguyễn Văn An về nơi an nghỉ cuối cùng, một phút mặc niệm sắp bắt đầu. Đến đây để không phải mưa nắng, mưa gió ép như thế nào đã thấy chia buồn cùng gia đình con cháu. Chúng tôi hết lòng vô cùng xúc động, không biết nói gì nữa. Để trước tình cảm của em tôi gửi lời tất cả gói gắm phản ta tấm lòng làm lại của Pháp về đại diện cơ quan chính quyền đảng ủy ủy ban toàn thể nhân dân đã đến đây chung buổi lễ chia buồn từ giới an táng của ông cha chúng tôi. Chúng tôi vô cùng xúc động, không biết nói gì nữa thêm. Gia đình chúng tôi gửi lời cảm tạ tất cả toàn thể cơ quan chính quyền đảng ủy ủy ban toàn thể nhân dân các cơ quan trong khi trong tỉnh và nội tỉnh con cháu cô tham công tác bản giao và xin hôm nay trở đây giới thiệu. Xin cảm ơn các ông các bà thông gia liên gia các đoàn thể các cô bác nữ hàng chú bác tỉnh xa không quản ngại mưa nắng, không quản ngại trời mưa gió như thế này đến gia đình chúng tôi để chia buồn đưa ông cha tôi ra nơi an nghỉ cuối cùng. Chúng tôi không trong những cuộc tham gia với rất nhiều cuộc kiến thiết, chúng tôi không nói hết được vì các vị ta sau khi mai tăng ta chỉ mở các vị kết quả đây để cho chúng tôi chúng tôi
đến với lễ tan cụ hôm nay bằng cả tấm lòng, đội trống đội kè, tiễn biệt người trong giây phút thiêng liêng và trang trọng. Tiếng trống tiếng kè nghe vang vọng một vùng quê, tiết tấu nhạc buồn mà trang hòa cởi mở, đó thực sự là đoàn kết. Bản hợp tướng của đồng quê vang trong khoảnh khắc, nỗi tiếc thương này lắng đọng sâu xa. Khi sống, cụ luôn trân trọng tình làng nghĩa xóm, nên khi cụ đi xa, tình làng nghĩa xóm thủy chung như nhất. Trong giờ phút tống chung thiêng liêng này, mọi người đã có mặt đông đủ. Lễ hành tang và an táng cụ hiếu hòa quyện vào nhau như bản hợp tướng trầm hùng một vùng quê dạo dực, con tim rung động lòng người. Đi đầu đoàn đưa tang là cờ đối chướng đang tung bay dập cả trời xanh, vòng hoa nối tiếp vòng hoa, tình câu nghĩa nặng gần xa cùng về. Vòng hoa rực rỡ đồng quê trải dài như sóng, nhấp nhô nắng vàng, sống vinh hạnh chết vẻ vang, người đi thanh thản suối vàng nâng du. Bước chân con chậm chậm như níu lại thời gian, kéo dài buổi tiễn đưa cha về cõi hạ, nước mắt tuôn trào theo mỗi bước chân. Trong đoàn người tiễn đưa cụ về nơi an nghỉ cuối cùng hôm nay, có đông đủ bà con, anh em cô bác, dân làng, tỉnh liên gia, thông gia, bạn bè bằng hữu gần xa, và tình cảm thiêng liêng của tình đồng chí, những người đã từng cùng chiến đấu công tác và chung đội ngũ với cụ, với con cháu của cụ. Quý là tình cảm thiết tha, trọng là nghĩa cả đậm đà thủy chung. Đoàn người đi nghiêng nghiêng, đoàn người cao vời vợi, như đang đi lên trời đưa người về cõi Phật. Đoàn đưa tang thật dài, người đông như vô tận, linh cữu đi chậm chậm, nghĩa ân tình lắng sâu, hiên vác nắng đội đầu, tình người là dịu mát. Ơi đồng nội quê hương, trải chín nắng mười thương, trong dãi dầu hư cứng, đó là tình ruột già, đó là tình đồng chí, đó là tình quê hương.
khi đến gần Việt, trong giây phút đau thương nặng nề này, con cháu muốn níu giữ cố quan tài từ từ đi xuống Việt. Thiên thu vĩnh biệt là đêm. Ơi trời cao lồng lộng, ơi đất dày thẳm sâu, sống nhờ đất, chết lại về với đất. Bởi có tình người làm ăn chân thật, ông cha ta đã dày công nuôi đất, đất tốt tươi, đất là nuôi người. Đúng là người với đất là bạn đời muôn thuở, và đất nước này cũng trải bao cuộc thăng trầm lịch sử. Ta nhớ ơn người muôn thuở, đất nước ơi. Đây nắm đất quê nhà, con cháu đắp nên phần mộ, chúc người yên giấc mộng say. Nghìn thu thơm thảo đất này quê hương. Ôi cái chết đã gieo mầm sự sống, người hóa thân vào đất quê hương. Cho hoa trái bốn mùa hương thơm vị ngọt, cho đồng quê bát ngát mùa vàng. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Công đức sinh thành, người ơi đừng quên. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Người ơi làm người ở trên đời, nhớ công người sinh dưỡng đó mới là hiến nhân. Vì đâu anh nên người tài ba, hãy nhớ công sinh thành. Vì ai mà có ta, uống nước nhờ làm con phải. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Công đức
Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Công cha như núi